Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết Nga, nhân viên thu phí, về tội tham ô tài sản; bị can Đỗ Thị Quý, nhân viên thu phí, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, đơn vị thu phí trực thuộc Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức gồm 51 người, có nhiệm vụ thu tiền viện phí khám chữa bệnh, báo cáo số liệu thu chi hàng ngày, chịu trách nhiệm sử dụng hóa đơn, chứng từ. Đơn vị thu phí sử dụng phần mềm MQHIS để thu tiền tạm ứng, thu tiền viện phí. Mỗi nhân viên thu phí sẽ được cấp một tài khoản. Do đặc thù công việc nên các nhân viên thu phí trong cùng một tổ sẽ biết được tài khoản của nhau để hoàn, hủy hóa đơn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của bác sĩ. Là nhân viên thu phí, bị can Nguyễn Thị Tuyết Nga đã thu tiền tạm ứng và làm các thủ tục thanh toán ra viện cho bệnh nhân. Cuối ca làm việc, Nga tự tổng kết số tiền đã thu tạm ứng, lập bản kê hóa đơn tạm ứng đã thực thu trong ngày. Sau đó, Nga giữ lại bản kê và tiền đã thu tạm ứng, không nộp cho Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Để che giấu hành vi chiếm đoạt tiền, Nga lấy thông tin của các bệnh nhân đã đến khám tại bệnh viện, nhưng không nằm viện, rồi sử dụng tài khoản MQHIS của mình và các nhân viên thu phí khác để lập khống các biên lai thu tạm ứng, thực tế không có thu tiền. Sau đó, Nga thực hiện chi hoàn ứng, chi thanh toán ra viện và ghi vào sổ tổng hợp viện phí để cân đối giữa số tiền thu chi, nhằm che giấu việc lấy tiền của bệnh viện. Quá trình điều tra, bị can Nga thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ theo 19 bản kê hóa đơn tạm ứng từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021, Nga đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng của Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Số tiền chiếm đoạt được, Nga sử dụng kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo bán hàng trực tuyến và đến nay không có khả năng hoàn trả. Đối với bị can Đỗ Thị Quý, với vai trò là nhân viên thu phí hành chính, tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2021, có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu giữa chứng từ thu chi do nhân viên thu phí nộp về với sổ tổng hợp viện phí và số liệu thu tạm ứng trên hệ thống MQHIS để lập bản tổng hợp nộp cho kế toán kiểm tra, theo dõi. Quý kiểm tra số liệu thu trên phần mềm MQHIS, phát hiện tài khoản của Nga và các nhân viên khác do Nga tự sử dụng vào 13 ngày, từ ngày 12 tháng 1 năm 2021 đến ngày 29 tháng 6 năm 2021 có thu tạm ứng, nhưng không ghi vào sổ tổng hợp viện phí. Quý không thể hiện số tiền thu tạm ứng vào các ngày này trong bản tạm ứng chứng từ. Theo đúng quy định thì Quý phải lập bản tổng hợp chứng từ, thể hiện số tiền thu tạm ứng theo số liệu trên phần mềm MQHIS, dù số tiền này không được ghi vào sổ tổng hợp viện phí. Việc làm của Quý đã tạo sơ hở trong công tác quản lý nguồn thu, không kịp thời phát hiện việc Nga chiếm đoạt tiền của bệnh viện. Đồng thời, khi xác định Nga giữ các bản kê hóa đơn tạm ứng, Quý không báo cáo lãnh đạo bệnh viện mà cho Nga có thời gian khắc phục, dẫn đến Nga tiếp tục lấy tiền, không có khả năng hoàn trả, dẫn đến thất thoát cho Bệnh viện Thành phố Thủ Đức hơn 8,2 tỷ đồng.